Đây còn đầu tiên nha cả nhà ơi, chào bá luôn. Dạ xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị em nha. Nay tiếp tục đi câu buổi chiều nha cả nhà ơi. Thì hôm nay buổi chiều mình ra đây à, trời cũng mát mẻ, nước của đang vô nè cả nhà. Bây giờ mình xuống gần thôi nha. Giờ mình đã xuống cần sông nha cả nhà ơi. Nay mình xuống ba cần luôn. Ngồi hôm nay mình câu bằng mồi trùng nha cả nhà. Đó, cái phao của mình đang đẩy về kia nha cả nhà. Con ghẻ. Này cái luôn. Bỏ thôi. Rồi giờ phao mình cũng đã gắn phao đèn xong nha cả nhà ơi. Giờ cũng hơi tối. Trời ơi. Cá bự, cá bự nặng, cá bự dạ. Tại nãy con tưởng đâu là cái nhỏ nó ăn. Hồi nãy nó đi quận đầu rồi, cái con tưởng đâu cái nhỏ nó ăn. Càng càng cá cả nhà ơi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, rồi cả nhà. Rồi dướng luôn cả nhà ơi. Ê, ê, ê. Còn còn cả nhà ơi, còn còn còn. Đây cả nhà ơi. Chụp vào luôn cái dây. Quá đã, xuống tay, xuống tay. Đây con đầu tiên nha cả nhà ơi. Chào bá luôn. Rồi giờ mình xuống cần lại nha cả nhà ơi. Xuống tay, xuống tay. Xuống tay. Hồi nãy mình giật hụt bên kia một con nữa mà mình giật lên không kịp. Dạ ăn móng sát cái phao luôn. Giờ mình xuống gần lại nha cả nhà. Nãy giờ cá nó cũng hơi im. Mấy bữa kia còn câu chút xíu còn gì à? Dạ. Dạ. Vậy hả? Con điên mình cũng sợ lắm.
cá ăn cả nhà, cá ăn nữa nè, hai cần luôn, hai cần luôn, hai cần luôn, trời ơi hai cần luôn rồi, hai cần luôn, hai cần, chú kia của phụ con cần hai cần luôn cái vậy, trời ơi cá ăn lần hai cần luôn. Quay nè, quay lên đây còn cá bự hơn rồi. Dạ. Đây 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 đây. Đây. Còn cá bự hơn. Đây. Đã chưa? Cá ăn lần hai cần luôn cả nhà. Đây một con nè. Con đây cho con mở. Hai con luôn. Giờ nó ăn ghê lắm. Đây cả nhà. Đâu rồi? Cá ăn lần hai hai con luôn. Giờ cũng kịp luôn cả nhà. Dạ. Ê, con này giống cái chi vàng ta. Không không. Okay. Con này cái đầu ấy. Cái đầu giống cái chi vàng. Đây gửi hai con nha cả nhà. À, dạ. Đây con thứ hai nha cả nhà. Quá luôn. Dạ nãy con lo nó vướng nó chạy đây. Đây con thứ ba nha cả nhà. Con này hơi nhỏ chút xíu. Hình như cái này lai chú ha. Trời ơi, câu gì làm cái lưới đây trời. Đâu? Rồi bây giờ mình xuống cần lại nha cả nhà. Hôm nay mình câu được 3 con. Giờ cá hết ăn rồi cả nhà, giờ mình đi về cho cả nhà. Xin chào quý bà cô chú nha, hẹn quý bà cô chú video tiếp theo nha. Ở đây mũi cắn quá cả nhà. Nói chung là chỗ này cũng không có nhà ai cho nó. Nãy có ông chú có lại đây ngồi nói chuyện chơi cũng đỡ buồn. Chứ một mình câu cũng sợ ma nha cả nhà. Đây không có nhà. Thì sao mới có được một cái nhà. Rồi giờ mình xin chào cả nhà nha.